Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chưa bao giờ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông sản địa phương được sôi động như hiện nay. Vải Bắc Giang, gạo Thái Bình, hành hẹ Hải Dương, thanh long, nho Bình Thuận, vân vân đã được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm tìm đầu ra cho các thị trường trong và ngoài nước. Và mới đây, nhãn lồng Hưng Yên, một đặc sản của vùng Hưng Yên trong niên vụ 2015 cũng được tổ chức kết nối với các khách hàng tiềm năng, thúc đẩy tiêu thụ nội địa và hướng tới xuất khẩu. Hưng Yên là tỉnh có tới hơn 3.000 hecta trồng nhãn, sản lượng hàng năm từ 35.000 cho đến 40.000 tấn một năm. Nhãn được trồng nhiều, tập trung ở huyện Khoái Châu, thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động. Có 90% diện tích nhãn Hưng Yên là các giống nhãn ngon, nổi tiếng như là nhãn lồng, nhãn đường phèn, nhãn hương chi, nhãn cùi, nhãn Khoái Châu. Đặc sản này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy công nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa nhãn lồng Hưng Yên. Hai vùng nhãn tại thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu có diện tích khoảng 20 hecta đã được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, đáp ứng được quy định mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép về hóa chất MRL, nên đã được cấp mã vùng đủ chất lượng xuất khẩu sang Mỹ. Với cái diện tích nhãn 10,82 hecta này thì chúng tôi đã sản xuất với cái quy trình sản xuất nhãn Việt Gáp và đặc biệt là sản xuất cái chuỗi nhãn an toàn. Thì đến nay thì cái sản phẩm nhãn thì tôi khẳng định trên thị trường sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng và cũng như là của thương lái cũng như là các cái doanh nghiệp đến thu mua. Để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cho quả nhãn niên vụ 2015 và những năm về sau, Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên năm 2015 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Tại đây, các đại biểu tham dự đã có những chia sẻ, trao đổi cụ thể xoay quanh những vấn đề về kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, để hỗ trợ Hưng Yên thúc đẩy tiêu thụ nhãn vụ mùa 2015 và các năm tiếp theo, Cục đã liên hệ với các chuỗi siêu thị lớn tại Việt Nam và nhận được những phản hồi tích cực. Chuỗi siêu thị Lotte Mart, Big C, Aeon và Metro cam kết sẵn sàng làm việc với các nhà cung cấp nhãn Hưng Yên để thúc đẩy đưa nhãn vào bán tại hệ thống siêu thị này. Đối với sản phẩm của Hưng Yên, thì không riêng gì như nhãn lồng Hưng Yên hôm nay, và chúng tôi cũng đã khai thác rất là nhiều sản phẩm của Hưng Yên. Tuy nhiên để sản phẩm vào hệ thống siêu thị ấy, thì chúng tôi phải đòi hỏi một cái chất lượng rõ ràng, đưa lên hàng đầu là về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì nhãn lồng Hưng Yên năm nay thì cũng đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp cao rồi. Thế do vậy là chúng tôi cũng đã đưa cái sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên vào với hệ thống siêu thị Vinmart ngay từ đầu mùa. Mục đích cuối cùng của chúng tôi về đây là làm sao mà cũng để đưa được cái nhãn lồng Hưng Yên, và cái nhãn lồng Hưng Yên là nhãn số 1 của Việt Nam. Ngoài những cái việc đó, để đưa cái nhãn này đến được những cái tay người tiêu dùng của người thủ đô, được cái thực chất là cái nhãn lồng Hưng Yên. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận rằng bên cạnh những cơ hội đang mở rộng thì còn có nhiều trở ngại trong việc đưa trái nhãn Hưng Yên sang những thị trường khó tính như là Mỹ, EU, Úc. Trong đó điển hình là trình độ thâm canh nhãn ở các vùng và các hộ chưa đồng đều, chất lượng sản phẩm còn chênh lệch, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, liên kết sản xuất đến kinh doanh còn yếu. Để khắc phục khó khăn, Sở Công Thương Hưng Yên có kế hoạch hướng dẫn người trồng nhãn tổ chức sản xuất quy mô lớn, đóng gói, xử lý kiểm dịch thực vật, vân vân, tăng cường công tác hỗ trợ tìm kiếm doanh nghiệp xuất khẩu, đầu mối tiêu thụ, tích cực quảng bá thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên. Đối với ngành công thương sẽ có nhiệm vụ, tức là một là quảng bá rộng rãi cái thông tin nhãn, thông tin về quả nhãn Hưng Yên đến mọi miền đất nước và đến với nước ngoài. Thứ hai nữa là kết nối các doanh nghiệp để mời gọi các doanh nghiệp đến đầu tư, đặc biệt là đầu tư trong cái quá trình tức là đưa quả nhãn đi. Có thể nói hàng nông sản là đặc sản vùng miền của Việt Nam có tiềm năng thế mạnh cả trong và ngoài nước. Việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm nông sản phải luôn được coi là một nhiệm vụ trọng tâm thì mới có thể kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ nội địa và hướng đến xuất khẩu.